Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 75. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên biết tin Du Dương Tư bị người của Trần Bá Hạ chém hơn 20 nhát, sau đó anh không khỏi mỉm cười, nghĩ rằng mạng của tên nhóc Du Dương Tư này thật là lớn. Trần Bá Hạ sai nhiều người đến chém hắn ta như vậy mà không bị chém chết, còn để hắn ta chạy thoát. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Du Dương Tư thực sự có một chút công phu, không hổ là nhân tài mà Vọng Nguyệt Các bồi dưỡng. Du Dương Tư bị chém trọng thương như thế, trên cơ bản đã từ biệt ngôi vị đà chủ Hương Sơn Long Môn, dù sao Trần Bá Hạ đã biết đến sự tồn tại của hắn ta, sẽ tiếp tục nhắm vào hắn ta. Họ Tề kia, cút ra đây cho tôi. Tề Đẳng Nhàn đang uống cà phê, trò chuyện với Tôn phu nhân trong sân thì nghe thấy có người hét vào cửa. Tôn Dĩnh Thục không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, ai thô lỗ như vậy? Cô ta đương nhiên không vui, bởi vì lúc này cô ta đang nép mình trong vòng tay của Tề Đẳng Nhàn, đang nói chuyện yêu đương với người đàn ông mà mình thích. Phu nhân tài phiệt xinh đẹp vô cùng hưởng thụ cảm giác này, nó khiến cô ta cảm thấy như tuổi thanh xuân đã mất của mình đang được bù đắp. Chỉ là một ông già không có võ đức, không cần quá để ý. Tề Đẳng Nhàn cười, buông eo thon của Tôn Dĩnh Thục ra, đứng dậy đi mở cửa. Tề Đẳng Nhàn mở cửa lớn đã nhìn thấy La Lôi đang tức giận đứng ở cửa. Ông ta tức giận đến sùi bọt mép, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên. Sau khi La Lôi thấy Tề Đẳng Nhàn đã lạnh lùng nói, tên họ Tề kia, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì giữa chúng ta sẽ không có hồi kết. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, hỏi, La trưởng lão, có chuyện gì vậy? Tôi chọc tức ông lúc nào? Tại sao muốn tôi phải giải thích cho ông chứ? Vẻ mặt La Lôi âm trầm nói, đừng cố ở chỗ này giả ngu với tôi nữa. Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đã tiết lộ tin tức về Du Dương Tư cho Trần Bá Hạ. Nó bị người chém bị thương nặng, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tề Đẳng Nhàn xòe tay nói, Trần Bá tìm người chém cậu ta à? Ồ, vậy ông phải đi tìm người của Trần Bá đi. Hơn nữa, ông còn nói tôi tiết lộ tin tức, ông có chứng cứ gì? Đến thân phận như chúng ta, địa vị như chúng ta, mọi chuyện đều phải dựa vào bằng chứng chứ. Cứ nhìn xem, tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào các người nhằm vào Hứa Trường Ca nên cũng không giải quyết được gì đó sao. La Lôi suýt nữa bị tức giận nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh nói. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng nên trả lời tôi thế nào. Nếu không thì đừng trách tôi không tử tế, không nể mặt hội trưởng Lý. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng lạnh lùng nói, muốn tôi trả lời ông cái gì? Ông đến uy hiếp tôi sao? Ông có biết mình đang uy hiếp ai không? Khi nói lời này, một cỗ sát khí đáng sợ từ trong cơ thể Tề Đẳng Nhàn bộc phát, bao bọc hoàn toàn La Lôi. Lúc này, La Lôi cảm giác như mình rơi vào một cái hố băng. Toàn thân lạnh buốt, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong lòng ông ta bóng cả kinh, lúc này mới nhớ tới, người thanh niên trước mắt này chính là một người siêu hung hãn, đã giết chết vô số nhân vật anh hùng khiến bọn họ phải sợ hãi. Ông ta nhất thời bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc nên tìm đến anh gây chuyện sẽ là quá đáng. Tuy nhiên, Du Dương Tư dù sao cũng là cháu trai yêu quý nhất của ông ta. Mắt thấy rất nhanh sẽ được thăng chức. Kết quả là trước đêm cất cánh lại bị người chém trọng thương như thế. Làm ông nội như ông ta sao có thể không đứng ra bảo vệ nó chứ? La Lôi nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước, nói, có can đảm thì cậu giết tôi đi. Tôi muốn xem cậu có can đảm trở thành kẻ thù của Tổng hội Long Môn hay không. Cậu thậm chí không phải là thành viên của Long Môn, sao lại can thiệp vào việc lựa chọn đà chủ Hương Sơn Long Môn của chúng tôi? Chúng ta xử Hứa Trường Ca. Chính là muốn cho cậu ta biết khó mà lui, biết mình không có tư cách và năng lực như vậy. Nhưng cậu, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, đả thương đà chủ tương lai mà chúng tôi bầu ra, vậy cậu nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Lúc này, Tôn Dĩnh Thục từ bên trong đi ra, trong tay cầm một vật gì đó, đưa cho Tề Đẳng Nhàn, nói, đây, cho ông ta một lời giải thích. Tề Đẳng Nhàn tập trung nhìn vào, này, chết tiệt, thật đúng là một cái cớ. Chỉ thấy thứ mà Tôn Dĩnh Thục mang đến là một cuộn băng dán không thấm nước, còn là hàng mới tinh từ nhà máy chưa qua sử dụng. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ, vị phu nhân tài phiệt xinh đẹp này cũng khá giỏi làm tổn thương người khác, anh đưa thẳng cuộn băng dán không thấm nước đó cho La Lôi, nói, đây, ông muốn giải thích,
cho ông. La Lôi tức giận nói, Vương bát đản, hôm nay cho dù tôi có chết trong tay cậu, cũng nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn lùi lại một bước, không ra tay, cười nói, nói năng cho cẩn thận. Tôi là Tổng Giám Mục khu phía Nam của Thánh Giáo. Ông chủ động chiến đấu với tôi, đã chắc chưa? Cậu hại cháu trai của tôi khiến nó bị người chém trọng thương. Hôm nay nếu tôi không báo thì cho nó thì mấy chục năm nay tôi đã sống như một con chó. La Lôi tức giận ra tay. Tề Đẳng Nhàn lùi về phía sau, né tránh, nói, đừng đi quá xa, lão quỷ. Dù sao La Lôi cũng là trưởng lão của Tổng hội Long Môn nên Tề Đẳng Nhàn không chỉ vì chuyện này mà chiến đấu với ông ta. Tuy nhiên, anh không muốn ra tay, nhưng La Lôi lại muốn ép anh ra tay với mình, chỉ cần mình xảy ra bất trắc gì ở đây, Tề Đẳng Nhàn sẽ hoàn toàn căng thẳng với Tổng hội Long Môn, vị trí đà chủ của Hương Sơn Long Môn cũng không đến lượt anh lên tiếng. Tôi mặc kệ hôm nay cậu là Tổng Giám Mục gì, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. La Lôi gầm lên. Nhưng vào lúc này, ngoài sân bỗng nhiên xuất hiện một bóng người vạm vỡ, nhìn thấy La Lôi đang tấn công Tề Đẳng Nhàn, bóng người đó lập tức lắc người tiến lên, chặn La Lôi lại. La Lôi lạnh lùng nói, tên quỷ này từ đâu tới, dám cản đường tôi à? Người đến là Rob Ben, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh của Thánh Giáo. Rob Ben lạnh lùng hỏi, Tổng Giám Mục Avada, người này định tấn công ngài, ông ta là dị giáo sao? Tôi chắc chắn ông ta là một kẻ dị giáo. Lúc nãy tôi đã xưng tên mà ông ta vẫn muốn tấn công tôi. Mặt Tề Đẳng Nhàn không lộ biểu tình nói, tuy nhiên, ở Hoa Quốc của chúng ta rất chú trọng việc tôn trọng người già yêu trẻ. Tôi nghĩ rằng ông ta là một ông già nên tôi không đánh trả, cho ông ấy một cơ hội để tự mình cứu rỗi. Rob Ben lại nói tiếp, nhưng có vẻ ông ấy không trân trọng nó nhỉ. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Rob Ben dán chặt vào La Lôi. Trong mắt tôi, dị giáo không phân biệt già trẻ, chỉ có tà ác là thứ phải bị tiêu diệt. Rob Ben nói, cơ thể anh ta đã toát ra khí chất thần thánh và trang nghiêm. Tôn Dĩnh Thục không khỏi quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trầm giọng nói, anh ta là Rob Ben, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh của Thánh Giáo sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, đúng vậy, anh ta tên là Rob Ben, bí danh là Elvin. Vậy tên của anh là Tề Đẳng Nhàn, biệt danh là Avada. Tôn Dĩnh Thục học một biết ba, hài hước hỏi. Mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi đen lại, anh em chứ không phải là Avada. Rõ ràng, việc mượn dao giết người của Tề Đẳng Nhàn đã có kết quả, anh đã dùng tay của Trần Bá Hạ để trừng phạt Du Dương Tư. Lúc này lại muốn mượn tay của Rob Ben để trừng phạt vị trưởng lão Tổng hội Long Môn La Lôi này. Rob Ben tuy không phải là cao thủ võ thuật như Tề Đẳng Nhàn nhưng dù sao có thể đảm nhận vai trò đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh thì anh ta cũng là một người hung hãn. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn không cần bỏ nhiều công sức đã có thể đánh bại Rob Ben nhưng anh vẫn cho rằng Rob Ben là người có thể tùy tiện xử lý loại rác rưởi này. Tề Đẳng Nhàn là một sinh vật thể năng đứng trên đỉnh cao của con người. Thậm chí vượt qua đỉnh cao, công lực của Rob Ben hoàn toàn có thể sánh ngang với cao thủ hậu đan kính thâm hậu. Ông già La Lôi này sao có thể là đối thủ của Rob Ben? Dù cũng có chữ La trong tên, nhưng La Lôi dù sao cũng đã già yếu, công lực cũng không còn như hồi trẻ, hơn nữa đã trở thành trưởng lão đã sống chóc nhung lụa, rất ít khi động thủ với người khác, thực lực đã trượt dốc khá nghiêm trọng. Tề Đẳng Nhàn rất nhanh đã nhìn thấy cảnh Thường Uy đánh Lai Phúc. Ách, đội trưởng Elvin hành hung La Lôi. Làm tổng giám mục thật tuyệt vời. Nếu có mâu thuẫn với người khác cũng không cần phải ra tay. Chỉ cần có người của đoàn kỵ sĩ thánh ở bên cạnh, là mình có thể sống chết mặc bay. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không nén được những tưởng tượng vui vẻ. Nhìn thấy Rob Ben hành hung La Lôi, Tôn Dĩnh Thục không khỏi nhe răng trợn mắt nói, tên này ra tay nặng quá đi. Dù sao người ta cũng là một ông già đấy. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn cô ta nói, trong mắt anh chàng này, không phân biệt giữa người già, trẻ em và phụ nữ. Anh ta chỉ quan tâm đến việc đối phương có phải là dị giáo hay không, có phải đang mưu toan khinh nhờn uy nghiêm của thánh chủ chúng tôi hay không thôi. Rob Ben cực kỳ thành kính với thánh giáo, thánh chỉ chính là tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời anh ta. Anh ta đã sớm thề sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của thánh giáo và truyền bá phúc âm của thánh chủ. Nếu gặp phải dị giáo thì anh ta sẽ hạ sát thủ, ngay cả mắt cũng không chớp một chút. Phanh!
La Lôi đưa tay chặn cú đấm của Robben, nhưng cơ thể ông ta không tự chủ được mà trượt về phía sau. Điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, người đàn ông to cao trước mặt rõ ràng không có khí huyết và nội kình mênh mông nhưng lực lượng bộc phát ra lại ở trên mình rất rất xa. Robben nhướng mày, lạnh lùng nói, dị giáo kia, ông còn có bản lĩnh gì thì xuất hết ra đi. Nói cách khác, lát nữa ông sẽ không có cơ hội. La Lôi nghe Robben đang líu díu tiếng nước ngoài, không khỏi cười lạnh nói, tôi không biết người ngoại quốc này đang nói cái gì. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nói với Robben, ông ta nói, tín ngưỡng thần linh của ông ta có thể bóp nát ánh sáng của thánh chủ. Robben nghe vậy, tức giận tím mặt, tóc gáy gần như dựng đứng, thân hình cường tráng lắc lư, bước chân rậm trên mặt đất, bang bang hai tiếng đã tạo ra hai cái hố lớn, lao tới giết như mãnh hổ xuống núi. Tôn Dĩnh Thục không nói nên lời nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, anh làm như vậy. Cũng được sao? Có chuyện gì vậy, tôi chỉ đang dịch lời của ông già ấy nói thôi mà, không hề có chút giả dối nào. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Anh cho rằng tôi không hiểu tiếng Hoa Quốc hay là Nhật Bất Lạc ngữ. Tôn Dĩnh Thục nhướng mày, cảm thấy khinh thường Tề Đẳng Nhàn sâu sắc. Cô không khỏi thở dài trong lòng, thủ đoạn của tên này luôn nối tiếp nhau. Chẳng trách hôm nay anh ấy muốn mình liên lạc với Thánh giáo, nói là muốn quyên góp cho Thánh giáo. Hóa ra anh đã sớm tính ra là La Lôi sẽ tìm đến cửa. Mà La Lôi là trưởng lão Tổng hội Long Môn, không dễ động thủ, vì thế muộn tay của Robben để giết người. Đều là họ La, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Tên họ Tề kia, cậu dám để cho một người nước ngoài đến đối phó với tôi? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tôi sẽ nhìn xem cậu còn dừng chân ở Hoa Quốc thế nào. La Lôi bị áp chế hành hung, nhịn không được mà rít gào mắng Tề Đẳng Nhàn, có bản lĩnh thì tự mình động thủ với tôi đi. Nếu Tề Đẳng Nhàn đánh nhau với La Lôi, đối phương đương nhiên sẽ không thể sống sót sau một hiệp, nhưng như vậy thì anh và Tổng hội Long Môn sẽ trở mặt, điều này thực sự không cần thiết. Robben đánh một quyền khiến La Lôi suýt ngã xuống đất. Sau đó quay đầu hỏi Tề Đẳng Nhàn, ông ta nói cái gì? Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, nói, ông ta nói, tín ngưỡng thần linh của ông ta nhất định sẽ hiện thế, trở thành chúa tể thế giới này. Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh suýt thì bật cười, làm như này cũng quá mức không nói võ đức, phiên dịch lung tung lời người ta nói. Quả nhiên, sắc mặt Robben càng thêm âm trầm, ra tay càng thêm cuồng bạo hung ác, không trở lại đường sống gì. Oanh! Một đấm này đã có kết quả rồi. La Lôi bay ngược ra ngoài, bẹp một tiếng đập vào bức tường, cả người cũng mềm nhũn, không còn lực để tái chiến. Tinh thần Robben lập tức dâng cao, lao tới định vặn đầu tên dị giáo, nhưng Tề Đẳng Nhàn vội vàng bước tới ngăn cản anh ta nói, đoàn trưởng Elvin, đừng! Robben tức giận nói, ông ta là dị giáo, ngài lại muốn tôi lưu tình sao? Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói, ông ta tuy là dị giáo nhưng lại là trưởng lão của một tổ chức cực lớn ở Hoa Quốc. Nếu anh giết ông ta ở đây thì sẽ rất phiền phức. Việc mở rộng thánh giáo của chúng ta ở Hoa Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, hôm nay tên dị giáo này cố ý đến tìm cái chết. Ông ta chỉ muốn chết ở đây để ngăn cản chúng ta truyền bá đạo thống của thánh chủ ở khu phía Nam mà thôi. Anh phải biết, quốc gia lớn nhất trong toàn bộ khu phía Nam chính là Hoa Quốc. Robben nghe xong không khỏi giật mình, sau đó sắc mặt tối sầm, anh ta cũng biết rất rõ đất nước này khá đặc biệt. Hơn nữa đối phương có địch ý khá lớn đối với đạo thống phương Tây. Nếu đúng như lời Avada Tổng Giám Mục đã nói thì tên dị giáo này cố ý tìm cái chết, để cản trở truyền bá đạo thống thánh chủ, giết ông ta chính là bệnh thiếu máu. Dị giáo kia, hôm nay tôi sẽ tha mạng chó cho ông. Nếu tôi gặp ông ở một quốc gia khác ngoài Hoa Quốc, thánh kiếm của tôi nhất định sẽ xuyên qua trái tim của ông. Thánh chủ nhất định sẽ phán xét tà khí của ông. Robben đưa tay về phía La Lôi lạnh lùng nói. La Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, một tên người nước ngoài mà dám kiêu ngạo như vậy. Robben quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, ý bảo anh phiên dịch. Ông ta nói, có năng lực thì giết ông ta đi, ông ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu từ Sa Tăng, kẻ mà ông ta tín ngưỡng. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm như đang suy tư gì đó nói. Robben tức giận, lao tới, túm lấy cổ áo La Lôi, dùng sức nhấc lên rồi ném mạnh ra ngoài như ném một con gà.
Thân thể già nua của La Lôi lập tức bay lên không trung, bị ném bay ra xa khoảng 10 mét trong tiếng kêu thảm thiết, rơi thẳng ra khỏi phạm vi biệt thự của Tôn Dĩnh Thục. Dị giáo đáng chết, nếu không phải đang ở Hoa Quốc, tôi đã sớm dùng thánh kiếm đâm xuyên vào tim ông ta. Robben lạnh lùng nói. Đoàn trưởng Elvin, đừng tức giận, tôi sẽ nỗ lực hơn để truyền bá đạo thống của thánh chủ, khiến cho càng nhiều người tin vào lời dạy của chúa tôi. Hãy để lòng tốt của chúa chúng truyền khắp tứ phương. Tề Đẳng Nhàn vỗ nhẹ vào vai Robben mỉm cười nói. Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh đã che bụng ngồi xổm trên mặt đất. Không phải là, bà gì, đến. Mà là nghẹn cười đến mức đau bụng. Tên Tề Đẳng Nhàn này quá tệ, lời người ta nói anh không phiên dịch được một câu nào ra hồn. Tất cả đều là bịa đặt. La Lôi bị Robben đánh như vậy, không thể loại trừ việc anh ngồi bên cạnh quạt gió thêm củi. Long môn dù có vĩ đại đến đâu cũng không dám khiêu chiến với thánh giáo. Cho dù sự thật có bị bại lộ, thì chính La Lôi là người muốn tấn công tôi trước, sau đó bị Robben đụng phải. Tôi vẫn là người có lý. Hơn nữa, phu nhân tài phiệt xinh đẹp có thể làm chứng cho tôi. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Tôn Dĩnh Thục đang ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng không khỏi cong lên. Tôn Dĩnh Thục quyên góp một khoản nhỏ cho thánh giáo, sau khi Robben lấy được tiền. Anh ta rất khách khí rời đi. Tề Đẳng Nhàn cho rằng đây là một vụ rất có hời để Tôn phu nhân chi ra vài đồng lẻ mà Robben đã biến thành tay đấm của mình. NSNWG Tôn Dĩnh Thục lại cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quá, lão lục quả thực là âm hiểm đến tận cùng. Những lời của La Lôi mà anh phiên dịch cho quá kỳ quặc. Nếu La Lôi biết Tề Đẳng Nhàn dịch như thế nào, có lẽ ông ta sẽ phải dùng mọi mối quan hệ của mình không bóp chết anh sẽ không bỏ qua. Chuyện này cô không hiểu, đây gọi là chinh phục người khác mà không cần chiến đấu. Đến cấp độ của tôi, căn bản không cần phải cùng chiến đấu với người khác. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Tôn Dĩnh Thục không khỏi nhất thời không nói nên lời, chính mình phỉ nhổ sự âm hiểm của anh, nhưng anh lại rất đắc ý về điều đó. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên là đắc ý, anh chưa từng phải xuất thủ để đối phó với hai người La Lôi và Du Dương Tư, cháu trai của ông ta. Chẳng qua chỉ cần đứng ở giữa thêm dầu vào lửa thôi. Du Dương Tư bị thuộc hạ của Trần Bá Hạ chém trọng thương, La Lôi bị đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh đánh tê liệt. Tề Đẳng Nhàn quả thực là một đóa sen trắng tinh khiết, đầu ngón tay cũng không dính máu. Quả nhiên không bao lâu, Lý Hà Đồ đã đến thẳng chỗ Tôn Dĩnh Thục tìm Tề Đẳng Nhàn gây chuyện. Nói cho rõ ràng, tôi không làm gì cả. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Lý Hà Đồ sắp há miệng chửi bới. Lập tức nhắc nhở ông ta một câu trước. Là ai ra tay? Lý Hà Đồ hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh của thánh giáo, Robben Olaf. Có muốn tôi cho ông số điện thoại của anh ta không? Ông có thể tìm người giết anh ta. Lý Hà Đồ nghe được lời này, sửng sốt, đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ thánh sao? Làm sao anh ta có thể xung đột với La Lôi? Chuyện gì xảy ra? Tại sao anh ta lại xung đột với La trưởng lão? Lý Hà Đồ hỏi. Robben nói đội Brazil rất mạnh, La Lôi lại nói đội tuyển bóng đá nam của Hoa Quốc là mạnh nhất thế giới, sau đó hai bên bắt đầu đánh nhau. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm nói. Lý Hà Đồ sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt âm trầm nói, cậu đừng ở chỗ này nói chêm chọc cười điền nữa, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tề Đẳng Nhàn nói, La trưởng lão hoài nghi tôi bán đứng hành tung của Du Dương Tư nên mới khiến hắn ta bị người ta chém trọng thương nhưng ông ta lại không có chứng cứ, lại dám chuẩn bị bức cung tra tấn tôi. Kết quả đoàn trưởng của chúng tôi đứng lúc đi tới, nhìn thấy ông ta động thủ với tôi nên cảm thấy La trưởng lão là dị giáo muốn nhằm vào thánh giáo. Ông biết đấy, tôi là tổng giám mục khu phía nam của thánh giáo. Ông ta đã đánh tôi trước mặt đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh của chúng tôi. Đây không phải là tự tìm chết thì là gì? Cũng phải trách tôi, không khuyên được anh ấy dừng lại. Này, dù sao thì ông ấy cũng là một ông già, tên Robben này ra tay hơi nặng một chút đấy. Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh lại cảm thấy bụng mình bị đau, trà nghệ của Tề Đẳng Nhàn thực sự là tốt nhất, tẩy trắng mình đến không còn một chút bẩn, nói chuyện lại dễ nghe như thế. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói, người phương Tây rốt cuộc là thô lỗ man dợ. Không giống như người phương Đông chúng ta, đặc biệt là tôi, người kính già yêu trẻ, tấm gương đạo đức. Lý Hà Đồ run run khóe miệng, chỉ vào Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này nhất định là cậu đào hố,
chờ La trưởng lão nhảy vào đúng không? Tề Đẳng Nhàn nói, ông nói cho cẩn thận, ông có bằng chứng gì không? Tin tôi kiện ông tội phỉ báng không? Trương Tam là luật sư của tôi, ông hãy cẩn thận chút đi. Lý Hà Đồ không cần nghĩ ngợi cũng biết rằng Tề Đẳng Nhàn chắc chắn đã bán một số thông tin cho Trần Bá Hạ, nếu không, sao Trần Bá Hạ có thể nhắm vào Du Dương Tư, người mà ông ta chưa từng gặp trước đây. Nhưng Du Dương Tư đáng bị như vậy, trước đó ông ta đã cảnh cáo tên kiêu ngạo này, dặn hắn ta không nên chủ động khiêu khích Tề Đẳng Nhàn, nhưng hắn ta không chịu nghe, nhất quyết muốn thịt Hứa Trường Ca, khiến Tề Đẳng Nhàn rất không vui. Mà Tề Đẳng Nhàn cũng biết rằng La Lôi nhất định sẽ mượn chuyện Trần Bá Hạ làm tổn thương Du Dương Tư, tuy không có bằng chứng nhưng có thể đổi lấy việc, bức anh xé rách mặt với Tổng hội Long Môn. Cho nên đã nghĩ ra biện pháp gọi Rob Ben đến trước. Nếu La Lôi bị Tề Đẳng Nhàn đánh thành như thế này, thì Tổng hội Long Môn chắc chắn sẽ hoàn toàn trở mặt với Tề Đẳng Nhàn. Nhưng người làm bị thương La Lôi lại là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Thánh. Hơn nữa, chính La Lôi là người ra tay với Tề Đẳng Nhàn trước, để người ta nhìn thấy. Người ta là đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ Thánh lại nhìn thấy Tổng giám mục của mình bị người khác đánh, ra tay đánh trả cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Luật sư Trương Tam của Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ nói, làm sao đây có thể là cố ý gây thương tích. Đây là gì, đó là phòng vệ chính đáng. La Lôi bị đánh lần này xem như không có tác dụng, dùng cực hạn đổi lấy mục đích khác cũng không thể đạt được. Mặc dù cao tầng của Tổng hội Long Môn sẽ vì việc này mà bất mãn với Tề Đẳng Nhàn nhưng cuối cùng thì người đã thương ông ta cũng không phải là anh. Chuyện Du Dương Tư bị chém cũng không ai có chứng cứ, không đáng để trở mặt với Tề Đẳng Nhàn. Quên đi, tôi cũng lười nói chuyện này nữa. Nhưng cao tầng Tổng hội đều rất tức giận. Lý Hà Đồ lạnh lùng nói. Không phải lỗi của tôi. Tề Đẳng Nhàn xòe tay, bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ động thủ, không tin thì ông cứ hỏi Tôn phu nhân đi. Tôn Dĩnh Thục không khỏi cười nói, xin chào, hội trưởng Lý, từ đầu đến cuối anh ấy đều không ra tay. Tôi có thể làm chứng, chính là ông già kia đuổi theo đánh anh ấy. Lý Hà Đồ nói với Tề Đẳng Nhàn. Bây giờ Du Dương Tư đã bị người của Trần Bá Hạ chém trọng thương. Nếu cậu muốn Hứa Trường Ca lên nắm quyền, cậu phải dùng thủ đoạn đủ mạnh để cho mọi người thấy. Nếu không, mọi người sẽ không tán thành ông ta. Tề Đẳng Nhàn nói, yên tâm, đối thủ cạnh tranh đều đã được xử lý. Ông ấy còn không thượng vị thì ai còn có thể thượng vị. Đến lúc đó, Hoàng Thành Chủ sẽ ủng hộ ông ấy, Quý Gia sẽ ủng hộ ông ấy, Lôi Gia cũng sẽ ủng hộ ông ấy. Lý Hà Đồ đưa tay ra, bất lực chỉ vào Tề Đẳng Nhàn hai lần, sau đó lắc đầu rời đi, mặc dù hành động ngang ngược của tên này là do Du Dương Tư tạo ra nhưng Trần Bá Hạ đương nhiên cũng vì thế mà sinh lòng cảnh giác. Bên phía Tổng hội, nếu muốn ra tay với Trần Bá Hạ lần nữa, cũng không dễ dàng như vậy. Hà gia hiện tại đã lung lay sắp đổ, dường như không còn đường sống nào có thể cứu vãn nữa. Chờ chuyện của tàu thuyền Lôi Thị được giải quyết. Những con sói mắt trắng này đều sẽ cảm thấy đau đớn. Tề Đẳng Nhàn nghĩ trong lòng. Tôn Dĩnh Thục nói, phong cách hành sự của anh có chút không tốt. Vốn dĩ đã có vô số kẻ địch, hiện tại còn chọc cho thế lực vốn có quan hệ không tệ với anh cũng bất mãn. Nếu như trở thành kẻ địch thì còn tệ hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ cần Lý Hà Đồ là Tổng hội trưởng thì Tổng hội Long Môn sẽ không thể nào bất hòa với tôi. Hơn nữa, trong chuyện này, tôi là người có lý. Tôn Dĩnh Thục lắc đầu nói, ý tôi không phải vậy, ý tôi là phong cách làm việc của anh. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chính vì tôi không nhượng bộ trong một số việc nên tôi mới có thể kết bạn với những người thực sự chân thành. Cô cảm thấy vì sao Lôi Gia lại nguyện ý tin tưởng tôi. Thậm chí còn đưa cả tàu thuyền Lôi Thị xuống dưới danh nghĩa của giáo đình, lựa chọn tôi là người giám hộ. Tôn Dĩnh Thục nghe xong không khỏi im lặng một lúc. Tin tưởng như vậy căn bản không thể tồn tại ở thế giới cô đang sống. Cô thậm chí còn cảm thấy cái gọi là nghĩa khí như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ thuật. Nhưng những gì Tề Đẳng Nhàn đã làm đã khiến cho thứ gọi là nghĩa khí này xuất hiện trong thế giới thực. Những gì cô ta nói có thể có lý, nhưng phong cách hành sự của Tề Đẳng Nhàn không hẳn là sai. La Lôi bị đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Thánh đánh trọng thương, còn Du Dương Tư bị người của Trần Bá Hạ chém trọng thương. Cả ông nội và cháu trai đều không có kết quả tốt. Tề Đẳng Nhàn xem như lấy lại được quyền chủ đạo. Dù sao thì tất cả những người chống đối đều bị đánh bại,
Lý Hà Đồ lại có thái độ ủng hộ anh, từ nay chỉ cần hoạt động tốt là được, không cần lo lắng về những việc khác. Sau đó, Ngọc Tiểu Long gọi điện hẹn Tề Đẳng Nhàn gặp mặt. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cuộc gọi này thực sự rất kịp thời, cứu anh trong nước lửa. Bữa tối hôm nay cuối cùng cũng không phải ăn cá nữa. Ngọc Tướng Quân có chuyện muốn thương lượng với tôi đi trước. Nhìn tình hình xem có trở về nữa không, Tề Đẳng Nhàn nói với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục khinh thường cười nhạo một tiếng, nụ cười không làm Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thương tổn gì cả nhưng lại vô cùng xúc phạm. Sau khi chia tay Tôn Phu Nhân, Tề Đẳng Nhàn đi thẳng đến tầng cao nhất của khách sạn Thiên Địa gặp Ngọc Tiểu Long. Trong vườn treo cực xa hoa, có hai người phụ nữ đang ngồi, một người anh tư táp sảng, nhìn khí chất còn đẹp trai hơn nam giới, người kia xinh đẹp, tao nhã lại điềm tĩnh. Sau khi nhìn thấy người, Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, hỏi, sao cô lại tới đây? Hiện tại, tình huống Trần gia các cô ở Hoa Quốc không tốt lắm. Người phụ nữ có thể được đánh giá là quốc sắc hương trời đương nhiên chỉ có thể là Trần Ngư Họa Thủy. Nếu đặt vào thời cổ đại, cô ấy sẽ là nhân vật như Bao Tự, Đát Kỷ, chuyên hại nước hại dân. Trần Ngư cười nói, ở Hương Sơn này có một buổi biểu diễn lớn muốn xem, vì sao lại không tới? Tập đoàn Hà Thị đang trên bờ vực sụp đổ, tôi phải tự mình làm mới có thể bảo đảm có càng nhiều lợi ích rơi vào túi của Hà gia. Tề Đẳng Nhàn nói. Cô đã đến đây rồi thì nhà thờ lớn của tôi phải làm sao đây? Giao cho người khác, tôi không yên tâm. Trần Ngư trợn mắt nhìn anh, gần đây cô ở Nam Dương, gần như nửa ngày làm việc đều được dành ra để giúp Tề Đẳng Nhàn làm cái Avada nhà thờ lớn quỷ gì đó. Suy cho cùng, để xây dựng được một cái nhà thờ lớn tiêu biểu nhất toàn miền Nam không phải là một việc dễ dàng, từ phương hướng tổng quát đến từng chi tiết nhỏ đều cần phải trau chuốt nhiều lần. Thật sự rất khó để xây dựng nhà thờ lớn này cho anh. Anh có còn nhớ thời gian trước, anh để tôi cầm chiếc Patek Philippe kia đi chiết không? Trần Ngư nhẹ nhàng hỏi. Hả, Tề Đẳng Nhàn nói. Để tôi đưa nó cho một quân phiệt nào đó. Tên quân phiệt này đã nghe theo lời xúi dục của Ngạo Tuyết đến thu tiền bảo hộ. Trần Ngư nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, sau đó nổi giận lôi đình. Quả nhiên. Ngạo Tuyết vẫn có ý nghĩ muốn gây rắc rối với anh, còn thực sự xúi dục quân phiệt đến thu tiền bảo kê của mình. Thanh danh của Thánh giáo tuy rất lớn, nhưng cũng không thể hù dọa được những quân phiệt suốt ngày để suy nghĩ ở thắt lưng như vậy. Hơn nữa tín ngưỡng ở phía Nam Dương cũng rất yếu, mức sống cũng không cao. Làm gì có thời gian để tín ngưỡng Thánh giáo gì đó. Đặc biệt là những quân phiệt ủng binh tự trọng kia, nếu không khiến bọn họ vừa lòng thì ai thèm quan tâm là Thánh giáo. Phật giáo hay đạo giáo, chỉ cần bắn thẳng mấy phát đạn pháo là xong. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy việc này thực sự không dễ dàng, nếu sớm biết chuyện này, anh sẽ không hứa xây dựng nhà thờ lớn này ở Nam Dương. Tuy nhiên, anh cũng có chút nghi hoặc, Trần gia mà còn sợ hãi quân phiệt. Tình hình Nam Dương bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, hàng không mẫu hạm Mỹ đều đang hướng tới vùng biển phụ cận, chính phủ đã đủ can đảm rồi, lúc này đắc tội những quân phiệt địa phương đó cũng không đáng giá. Người phụ nữ thông minh như Trần Ngư chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu Tề Đẳng Nhàn, lập tức cười lạnh nói. Sở dĩ cười lạnh là vì bất mãn, mọi người đều là bạn bè mà lòng anh lại tồn tại ý nghi ngờ là kiểu gì. Đã cho anh xem cả trên trăm bộ mặt chân dung khác nhau rồi vậy mà bây giờ ô đề cập đến chuyện tiền bạc anh lại cảm thấy lòng tôi có ý xấu sao. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, không cần giải thích, tôi tin tưởng cô 100%. Có thể không phải lúc nào tôi cũng tin tưởng Trần gia, nhưng tôi sẽ luôn tin tưởng Trần Ngư. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Long không có biểu tình gì nói, hai người cho rằng tôi không tồn tại sao? Ngay cả chào hỏi cũng không có à? Đặc biệt là người nào đó, thấy trưởng bối cũng không biết chào hành lễ. Không biết là ai dạy ra đồ đệ như vậy, thật không lễ phép. Tề Đẳng Nhàn chỉ giả vờ như không nghe thấy Ngọc Tiểu Long châm chọc. Anh cảm thấy sư phụ của mình thật đáng ghét, Vân Du Tứ Hải thì cũng thôi đi sao lại dạy Ngọc Tiểu Long thái cực quyền gì đó. Tề Đẳng Nhàn ngồi thẳng xuống bên cạnh Trần Ngư. Gần đây tuy rằng anh ghét ăn cá, nhưng anh cũng không ghét Trần Ngư, nếu Trần Ngư mời anh ăn cá, anh sẽ rất vui vẻ. Còn mụ Ngạo Tuyết này gần đây đang làm gì vậy? Còn dám xúi dục quân phiệt thu phí bảo hộ của tôi? Xem ra tôi dạy cỗ cô ta vẫn chưa đủ, Tề Đẳng Nhàn nói. Cô ta sao, vẫn như trước,
rất thân thiết với những người trong chính phủ Nam Dương, thậm chí ngày hôm kia còn tham dự bữa tiệc do một vị tướng nước Mỹ tổ chức. Trần Ngư nâng mắt kính lên, cười lạnh nói. Có vẻ như Ngạo Tuyết vẫn đang vui vẻ ở Nam Dương, gần đây cô ta đang không ngừng mở rộng quan hệ, củng cố vị thế của mình. Triệu gia không biết cô ta có lòng phản nghịch, tuy rằng song phương có chút bất hòa, nhưng sự ủng hộ của bọn họ dành cho cô ta vẫn không hề suy giảm. Ngọc Tiểu Long đã từng là bạn tốt của Ngạo Tuyết, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này ở đây cũng phù hợp với tính cách của cô ấy. Cô không muốn thấy Ngạo Tuyết và Triệu gia đi thẳng vào con đường u tối, nhưng chấp niệm của Ngạo Tuyết với quyền thế và địa vị lại quá lớn. Hai người cũng vì lý do này mà xảy ra mâu thuẫn, sau đó đường ai nấy đi. Đồ ăn được người phục vụ bưng lên, trong đó có một đĩa sashimi cá hồi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cá không khỏi giật giật khóe miệng, may mắn thay, đó chỉ là sashimi, không có xương. Trần Ngư tao nhã ăn cơm, tán gẫu về tình hình gần đây ở Nam Dương với Tề Đẳng Nhàn, cô ấy thở dài, Tiêu Tinh mà anh tìm cho tôi quả nhiên là nhân tài, nếu có nhiều người như vậy thì tốt quá. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, cô thật sự cho rằng nhân tài là cỏ dại. Dùng lưỡi hái có thể tùy ý cắt được sao? Nếu năm đó Tiêu Tinh không bị án tử dồn vào chân tường, anh ta sẽ không từ bỏ ý định đến Nam Dương phát triển lần nữa. Tiền xây dựng nhà thờ lớn đã không thiếu. Phiền cô dành chút thời gian giúp tôi trông coi. Đây chính là công trình quan trọng để củng cố địa vị của tôi ở trong thánh giáo, không thể bị thất bại. Tề Đẳng Nhàn nói. Yên tâm đi, chúng ta ai cũng giúp. Trần Ngư chớp mắt ái muội. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút ngột ngạt, nếu người phụ nữ này quyến rũ người khác, có thể quyến rũ ba hồn bảy phách của người ta. Ngược lại Ngọc Tiểu Long lại thờ ơ nói, Lôi gia quyết định ngày mốt sẽ tổ chức họp báo, anh nên chuẩn bị sẵn sàng, chuyện này không có chỗ cho thất bại. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói, yên tâm, giáo hoàng đã đến Hương Sơn, sẽ có mặt tại buổi họp báo. Trần Ngư không khỏi dùng chân chạm chạm vào Tề Đẳng Nhàn. Cười nói, thật ra anh nhờ họa mà được phúc. Tuy rằng tiêu mất 6 tỷ nhưng cũng không kém chút nào, không lỗ chút nào. Có thánh giáo chống lưng cho anh, rất nhiều chuyện anh đều có thể yên tâm lớn mật để làm. Đối với lời nói có phần vui sướng khi người gặp họa của Trần Ngư, Tề Đẳng Nhàn rất tức giận. Cái gì gọi là nhờ họa mà được phúc chứ? Đó là 6 tỷ đô la, quy đổi thành tiền Hoa Quốc, có hơn 40 tỷ, có thể làm được bao nhiêu việc. Trong lòng anh nghĩ, nếu không phải nhìn thấy thứ cô đang đi đôi Valentino nên tôi đã sớm rụt chân lại, không thì đầu ngón chân cũng bị cô giẫm nát. Này, thiết tử, nghĩ xem biện pháp nào khiến tôi có thể nuốt tài sản của tập đoàn Hà Thị đến miệng. Trần Ngư cười nói đùa với Tề Đẳng Nhàn, thành công, cho anh xem chân tôi. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, giống như tôi là LSP vậy, bây giờ tôi không có hứng thú gặp phụ nữ. Nói xong anh quay đầu đi. Lười nói chuyện với Trần Ngư nữa. Ngọc Tiểu Long nhịn không được nói với Trần Ngư, chó nói nó không ăn cứt nữa. Trần Ngư gật đầu nói, bọ hung cũng nói nó không lăn cục phân. Tề Đẳng Nhàn không để ý đến hai người, chỉ cúi đầu ăn cơm, hai người phụ nữ này miệng lưỡi sắc bén, cãi nhau cùng bọn họ, hai chọi một, tuyệt đối không đáng. Ăn xong Ngọc Tiểu Long nói có việc rồi đi thẳng. Tôi cảm thấy thái độ Ngọc tướng quân đối với anh càng ngày càng khác. Trần Ngư trầm tư, sắc bén nói. Tôi không thấy gì, Tề Đẳng Nhàn nói. Trước khi cô ấy luôn làm theo ý mình, hiện tại có rất nhiều lúc cô ấy nguyện ý nghe theo đề nghị của anh, chứng minh rằng trong lòng cô ấy, anh có tầm ảnh hưởng và địa vị lớn. Trần Ngư nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn nói, dù sao thì tôi cũng đã làm được nhiều chuyện lớn như vậy, cô ấy chịu nghe lời tôi. Như vậy không phải là bình thường sao? Trần Ngư lắc lắc ngón tay, nhẹ nhàng nói, không, không, chuyện anh nói không giống chuyện tôi nói. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo nói cho hay, cẩn thận quay đầu lại cô ấy sẽ dùng Gatorlin đối phó với anh. Trần Ngư trợn mắt nhìn anh, gút mắc giữa Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long khá sâu, quan hệ cũng rất phức tạp, nghe nói trước đây từng có hôn ước nào đó, nhưng không biết tình huống hiện tại thế nào. Dù sao, trong lòng Trần Ngư, một ngọn lửa bát quát đang bùng cháy dữ dội. Tình hình hiện tại của tập đoàn Hà Thị thế nào? Trần Ngư hỏi. Gần như toàn bộ tài chính đều bị khóa ở trên mặt nguyên thạch. Tập đoàn tài chính Boston đã quay lưng lại với họ,
các công ty cùng ngành cũng đang hạ giá để chèn ép họ. Trước đó, họ thậm chí còn huy động một vòng góp vốn. Hiện tại các nhà đầu tư đang đuổi theo mông bọn họ muốn rút vốn đầu tư. Cục diện đã gần như là mọi người đều muốn đẩy tường xuống. Tề Đảng Nhàn suy nghĩ một lúc, mới nói cho Trần Ngư biết tình huống. Ừ, như vậy cũng khá tốt, ngày mai chúng ta đi một chuyến xem có thể kiếm được gì không? Trần Ngư cười nói. Chúng ta, Tề Đảng Nhàn sửng sốt rồi lắc đầu. Hả, anh ấy có nói không? Anh ấy không nói vậy. Trần Ngư không khỏi sửng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi. Không phải Trần Ngư trà xanh giả làm hoa sen trắng, mà cô ấy hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Tề Đảng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục. Hôm nay Tôn Dĩnh Thục đến gặp cô cũng không phải vì cô cố tình muốn bẫy người, bởi vì hai người hiện tại đã là đối tác, tài phiệt Thượng Tinh ở Nam Dương có công việc gì đều do Tôn Dĩnh Thục liên lạc với Trần Ngư. Tôn Dĩnh Thục chỉ lễ phép mỉm cười, không nói gì, chậm rãi bước vào phòng nói, tôi tưởng Tổng Giám Mục Tề thật sự bận việc nghiêm túc, hóa ra lại ở chỗ cô Trần. Trần Ngư thản nhiên nói, buổi chiều tôi mời anh ấy ăn tối cùng nhau. Sau bữa tối, chúng tôi đã đi dạo. Nhân tiện nói chút chuyện. Đôi mắt của Tôn Dĩnh Thục thậm chí còn lóe lên sát khí. Tề Đảng Nhàn biết cô ấy đã hiểu lầm. Lúc trước khi rời khỏi nhà Tôn Dĩnh Thục, anh đã nói là Ngọc Tiểu Long muốn hỏi anh một việc, hiện tại Trần Ngư lại nói là cô ấy mời anh ăn cơm. Trước sau không khớp. Cái gì gọi là cô mời tôi đi ăn tối cùng nhau? Rõ ràng là Ngọc Tiểu Long gọi tôi không nhận nhân tình của cô. Tề Đảng Nhàn vội vàng bào chữa cho chính mình. Trần Ngư rất thông minh, tựa hồ đoán được điều gì, lập tức cười nói, Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long cái gì? Rõ ràng là... Nói đến đây, cô ấy cố ý dừng lại một lúc, giả vờ chợt nhận ra, nói, à, đúng, đúng. Là Ngọc Tướng Quân gọi cho anh chứ không phải tôi chỉ nhớ nhầm thôi. Nói xong, Trần Ngư không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này tay chân rất nhanh nhẹn, mới một thời gian không gặp, vậy mà lại cặp kè với Tôn phu nhân của tài phiệt Thượng Tinh. Không nhìn ra, anh ta vẫn là một tên trộm. Cha nam đều sẽ không được chết tử tế, tôi sẽ vì dân trừ hại. Trong lòng Trần Ngư hiên ngang lẫm liệt nghĩ. Tề Đảng Nhàn lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn sang, có thù oán gì mà phải dùng cách này trả thù mình, có hơi quá đáng không? Trần Ngư chỉ giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, nói. Tôn phu nhân, đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy chỉ là quan hệ bình thường như bạn bè. Quả thực hôm nay Ngọc Tướng Quân gọi anh ấy tới ăn tối. Tôn Dĩnh Thục ậm ừ một cách bình tĩnh, nhưng theo vẻ mặt thì chắc chắn cô ấy đang tức giận. Ngồi xuống trò chuyện, Trần Ngư mỉm cười với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tề Đảng Nhàn, mơ hồ duỗi tay ra, nhéo một miếng thịt thắt lưng rồi vặn ba lần theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống. Trong lòng Trần Ngư cười thầm, đưa cho Tôn Dĩnh Thục một tách cà phê. Tôn Dĩnh Thục không nói gì thêm, nghiêm túc thảo luận về thị trường Nam Dương với Trần Ngư. Sau khi tiến vào thị trường Nam Dương, tài phiệt Thượng Tinh thu được những lợi ích nhất định, nhưng hiệu quả thu được tương đối chậm. Bởi vì Nam Dương vẫn còn có chút hỗn loạn, chất lượng cuộc sống của người dân không cao lắm, một số sản phẩm được xếp hạng sao không thể bán được. Nhờ nỗ lực của Trần gia, các quan chức chính phủ đã mua sản phẩm từ Thượng Tinh. Có không ít cơ sở xây dựng đều nhận thầu cho tài phiệt Thượng Tinh. Nếu không thì chỉ sợ rất khó nhìn thấy có được ích lợi gì. Hai người trò chuyện trong hơn một giờ, thảo luận về phương hướng hợp tác và xu hướng phát triển trong tương lai. Tề Đảng Nhàn hoàn toàn không có hứng thú với những vấn đề kinh doanh này, cũng như không hiểu được nhiều từ ngữ cũng như lời nói chuyên ngành. Nên anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại ngủ trên ghế sofa một lúc. Tôn Dĩnh Thục bắt tay Trần Ngư nói, cô Trần, tôi xin cáo từ trước. Cảm ơn cô đã chiếu cố. Ngày mai tôi sẽ mời cô ăn cơm. Trần Ngư cười nói, chỉ sợ ngày mai không được, ngày mai tôi phải mời Tề Tổng Giám Mục cùng tôi đi xử lý một việc. Chúng ta hẹn hôm khác đi, tôi sẽ hẹn cô. Tôn Dĩnh Thục nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó gật đầu cười nói, được. Tề Đảng Nhàn tỉnh lại, thấy Tôn Dĩnh Thục đang muốn rời đi, liền đứng dậy nói, tôi cũng phải đi. Này, ngồi xuống nói chuyện một lát, chẳng phải trước đó anh đã nói, vòng tay của anh sẽ khiến tôi có cảm giác an toàn hơn sao? Trần Ngư vội vàng nói,
tàn nhẫn đâm cho Tề Đẳng Nhàn một dao. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn chợt run lên, thật quá đáng, thật quá đáng. Vậy mà dám lấy lời vui đùa này ra để bổ một dao. Thật là vô đạo đức, thật vô nhân đạo. Tề Đẳng Nhàn đã cảm thấy phu nhân tài phiệt xinh đẹp đang bí mật mài ma đao. Hả, Tề giám mục cũng đi à? Tôn Dĩnh Thục cười hỏi. Chị Dĩnh Thục đùa cái gì vậy? Trần Ngư và em là bạn tốt, không có quan hệ khác. Đêm khuya yên tĩnh, không thích hợp cho một nam một NXW độc thân ở chung. Đi đi đi, chị về một mình không an toàn, em tiễn chị. Cửa vừa đóng lại, Trần Ngư đã ôm bụng nằm xuống thảm, lăn qua lăn lại, cười đến nước mắt suýt chảy ra. Trên đời còn gì sung sướng hơn việc đánh được kỹ nữ trà xanh và một tên cặn bã béo bở. Nhưng tên khốn này thực sự lợi hại, trước đây còn từng xung khắc với Tôn Dĩnh Thục, bây giờ lại thành một đôi. Sau khi Trần Ngư cười xong, không khỏi suy nghĩ lại, sau đó hung ác vung nắm đấm. Sau khi Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục bước vào thang máy, xung quanh không có ai, nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Thục dần nhạt đi, cô ấy quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn anh. Sau đó, Tôn Dĩnh Thục đưa tay ra. Cái gì? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt. Trả lại 60 triệu tôi đưa cho anh, Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn sờn tóc gáy, như thế này thật giống với cốt truyện anh được phu nhân tài phiệt mỹ lệ bao dưỡng. Sau đó đối phương bắt gian mình nên muốn anh trả lại tiền. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói, Trần Ngư cố tình bẫy tôi. Nếu cô không tin tôi, hãy xem nhật ký cuộc gọi của tôi. Tôn Dĩnh Thục vừa muốn đưa tay ra, lại cảm thấy không ổn nên rút tay lại, hừ lạnh nói, tôi có gì thú vị vậy? Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Tề Đẳng Nhàn đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của phu nhân tài phiệt, nhưng người ta lại trực tiếp mở tay anh ra. Tề giám mục, chú ý chút, Tôn Dĩnh Thục nghiêm túc cảnh cáo, nhưng trong mắt lại tràn đầy ủy khuất. Có cái gì cần chú ý? Chúng ta là quan hệ gì? Cô nói xem là quan hệ gì? Tề Đẳng Nhàn biết lúc này anh chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Lùi một bước không phải là biển trời bao la, mà là một vực sâu vạn trượng. Vì vậy, anh dùng sức vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục vùng vẫy hai lần nhưng không mở được, hơn nữa cửa thang máy mở ra, có khách bước vào nên cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn là người đàn ông mà Trần Ngư không thể có được. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nói vào tai Tôn Dĩnh Thục. Trên môi Tôn Dĩnh Thục nở một nụ cười khinh thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi đến gara ngầm, Tôn Dĩnh Thục định đuổi Tề Đẳng Nhàn đi nhưng anh đã giật được chìa khóa. Bất đắc dĩ chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng lần này Tề Đẳng Nhàn bị Trần Ngư chơi một vố khiến anh rơi vào thế bất lợi, tối nay nhất định không có cơ hội thương lượng. Vất vả cho mày rồi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn xuống xe, anh đưa tay vỗ nhẹ vào eo mình, tiêm vaccine cho cái eo của anh trước. Tề Đẳng Nhàn vẫn có cách đối phó với người phụ nữ như Tôn Dĩnh Thục. Ít nhất Tôn Dĩnh Thục từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ làm chính cung nương nương. Hơn nữa, cô ấy là người đến sau nên rất rõ ràng định vị về mình. Cô ấy gây sự một chút như vậy chẳng qua là bản tính bình thường của con người thôi. Vì vậy, sau khi trở về nhà, Tề giám mục cũng thực hiện ba bước tương tự là ôm, hôn, quan hệ thế là xong. Tuy nhiên, bước cuối cùng hơi tốn công sức, dù sao thì làm bốn lần không khoan nhượng khiến ngày hôm sau rời giường anh cảm thấy eo và đầu gối cũng có chút bủn rủn. Đêm qua làm cho mình cũng muốn uống một ống nước thánh để thành thần. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, trong tay nhéo chi chít dấu tay quy xà, một lúc sau, tinh thần mới lên cao được một chút. Tôn Dĩnh Thục uể oải ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Tề Đẳng Nhàn nhìn làn da ngày càng ẩm ướt của cô, càng cảm thấy mình chỉ là con mồi của Tôn phu nhân. Sau khi Tề Đẳng Nhàn dọn dẹp xong, Tôn Dĩnh Thục mở đôi mắt đẹp ra, nheo đôi mắt to ngấn nước, cười nói, Tề Tổng giám mục muốn đi đâu vậy? Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng nói, tôi đi tìm Trần Ngư. Hôm qua không phải đã nói xong với cô rồi sao? Tôn Dĩnh Thục không lo lắng khẩu phần thuế lương của mình sẽ bị người khác đánh cắp, dù sao trạng thái hiện tại của Tổng giám mục Tề cũng là có tâm giết địch nhưng không có lực để xoay chuyển trời đất. Tối nay nhớ về nhà sớm nhé. Tôn Dĩnh Thục đột nhiên lạnh lùng cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn vội vàng gật đầu, sau đó tuyệt vọng rời đi.
Tôn Dĩnh Thục cười lớn, cảm thấy gần đây mình thật sự nghiện đàn ông, dù sao thân thể cũng không phải làm bằng sắt, sau khi hưng phấn qua đi, cô vẫn khá mệt mỏi. Sau khi đứng dậy, Tôn Dĩnh Thục nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài, là một người chị trưởng thành nên việc chuẩn bị một số quà cho người đàn ông mình thích là điều đương nhiên. Có thể là vest, đồng hồ, thắt lưng, siêu xe, v.v. anh đều mua tất cả chỉ bằng một cái vẫy tay, để Tề Giám Mục có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui được một người phụ nữ giàu có bao dưỡng. Tề Đẳng Nhàn đến khách sạn Thiên Địa để tìm Trần Ngư, anh vô thức đưa tay ra ấn vào eo mình thầm nghĩ, anh giới chắc chắn rất thất vọng về mình. Hai ngày nay vòng eo của anh quá tải, tất cả đều là do Tôn phu nhân đòi hỏi quá đáng, không phải vì nhìn vào dáng người duyên dáng, khí chất chững chạc, ngoại hình xinh đẹp, giọng nói dễ nghe lại sống rất biết điều của cô ấy mà là bị động, cũng không phải là muốn ngừng mà không được, không liên quan gì đến những nhân tố này. Tề Đẳng Nhàn tưởng tượng như vậy nên không còn gánh nặng tâm lý nào nữa, anh không phải là LSP, mà là một người đàn ông trong sáng và ấm áp, chỉ vì Tôn phu nhân cần mà thôi. Mọi chuyện thế nào rồi? Hôm qua có lật xe không? Sau khi Trần Ngư nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cười hì hì nói. Còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị đánh người. Nhưng Trần Ngư lại ngẩng mặt lên nói, tới đây, đánh vào chỗ này này. Tề Đẳng Nhàn nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ra nhéo mạnh vào mặt cô, cảm giác khá dễ chịu, làn da mịn màng và đàn hồi không phân cao thấp với Tôn phu nhân. Trần Ngư đau đớn đến suýt rơi nước mắt, chửi bới, đồ khốn nạn, anh thật sự dám động thủ à? Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng nói, người như cô chính là không muốn thấy người khác tốt đẹp, bẫy tôi thê thảm như vậy. Cũng may Tôn phu nhân là một người phụ nữ rộng lượng. Nếu không tôi sẽ đến tìm cô đồng quy vô tận. Trần Ngư xoa xoa má, cười nói, tên khốn nhà anh thật lợi hại. Lần trước gặp tôi nhớ rõ anh và Tôn phu nhân như nước với lửa. Chỉ chớp mắt đã thành tình chàng ý thiếp sao? Tề Đẳng Nhàn nói, đưa thẻ phòng của cô cho tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết. Trần Ngư cười nói, được, tối nay tôi sẽ kêu Dương Quan Quan đến gặp tôi tâm sự. Nếu anh không đến thì chính là cháu trai của tôi. Tề Đẳng Nhàn hung dữ trừng mắt nhìn cô và chửi, coi như cô lợi hại. Người phụ nữ vừa có thủ đoạn lại có tâm cơ hơn nữa còn có IQ cao như Trần Ngư mà muốn bắt chẹt Tề Đẳng Nhàn sẽ rất dễ dàng. Trừ khi Tề Đẳng Nhàn lúc nào cũng có thể bảo trì trạng thái IQ thấp, làm được đến mức nhất lực phá vạn pháp. Phải biết rằng, khi hội chứng IQ thấp của Tề Đẳng Nhàn bùng phát, Diêm Vương nhìn thấy cũng phải lắc đầu thở dài ba lần. Hai người rất nhanh đã đến Hà Gia. Mấy ngày nay Hà Gia rất bận rộn, có rất nhiều người tới cửa. Phần lớn đều là đồng bọn hợp tác của bọn họ. Bởi vì mọi người đều rất lo lắng, tất cả tài chính của Hà Gia đều bị chôn trong hố lớn nguyên thạch. Người Mỹ đã phủi tay ngừng chơi với họ, làm thế nào để kiếm tiền từ những viên nguyên thạch này là một vấn đề rất lớn. Trước khi người Mỹ bỏ cuộc, Hà Gia còn huy động một đợt góp vốn, như vậy càng nguy hiểm hơn, người đầu tư vào bọn họ giờ suốt ngày đến đòi nợ khiến cho Hà Gia khốn khổ. Hà Gia vốn là đại kim chủ của Trần Bá Hạ, vì vậy họ cũng không nhịn được muốn Trần Bá Hạ xen vào vay tiền để giải quyết một số vấn đề không thể trì hoãn. Dùng thân phận của Trần Ngư, đương nhiên được tiếp đón rất khách khí, tuy nhiên sau khi người nhà họ Hạ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt đều không được đẹp cho lắm. Suy cho cùng, Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Văn Lãng đều mặc quần áo giống nhau. Chà, nói vậy có chút không đúng. Phải nói là anh và Hoàng Kỳ Bân có điểm chung đều là kỹ sư. Mối quan hệ giữa Hà Gia và Hoàng Gia không thể hòa giải, dù sao cũng là kẻ thù truyền kiếp. Mối thù lúc trước Hà Gia bị Hoàng Văn Lãng đuổi đến Hương Sơn, bọn họ sẽ luôn ghi nhớ kỹ. Ồ, mọi người không cần để ý tới anh ta chỉ là ở đây làm vệ sĩ cho tôi mà thôi. Mọi người cũng biết đấy, tập đoàn Trần Thị của chúng ta hiện tại đang gặp phải một số phiền toái, tôi không thể không xử lý cẩn thận. Trần Ngư cười ha ha nói với người tiếp đãi mình. Nói xong, cô đưa tay hất mái tóc bồng bềnh của mình lên, khiến người đàn ông ngồi đối diện không khỏi ngẩn ngơ. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cong môi, cười lạnh nói, óng ẹo tạo dáng. Trần Ngư quay đầu lại nói, cái gì, anh ghen tị à? Tề Đẳng Nhàn hừ một tiếng, nếu không phải Trần Ngư là phụ nữ thì nhất định phải cho cô ấy nếm thử đặc sắc ở nhà tù U Đô mới được. Cô Trần,
Hà Tổng đang tiếp khách quan trọng, cô vui lòng đợi một lát được không? Người đàn ông tiếp đón Trần Ngư hỏi. Được rồi, tôi đợi một lát, Trần Ngư cười nói. Chờ khoảng 10 phút, Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn được mời vào. Sau khi bước vào phòng làm việc rộng lớn của Hà Lạc, người đứng đầu tập đoàn Hà Thị, Tề Đẳng Nhàn tình cờ nhìn thấy một người quen, hóa ra là người đàn bà Tạ Thiên Lệ lần trước bị anh cưỡng ép đuổi đi. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn biết rõ Tạ gia là một trong những gia tộc giàu có nhất đế đô, ngày xưa vương Tạ Đường chính là hoàng hậu. Nếu không, đồ tể sẽ không ôm chặt Tạ Thiên Tiểu không buông, thỉnh thoảng lại xin Tạ gia tiền cấp dưỡng. Nhà họ Hạ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, mặc dù trước đó không liên lạc với Triệu gia, nhưng Trần Bá Hạ cùng Triệu gia lại có quan hệ tốt. Tạ gia chính là tồn tại quan trọng giữa phe phái Triệu gia. Tạ gia giàu có như vậy, Trần Bá Hạ có thể giúp đỡ Hà gia kết nối cùng Tạ gia, dùng tiền bạc của Tạ gia đi giải quyết khó khăn hiện tại cũng không phải không có khả năng. Chậc. Tề Đẳng Nhàn thở dài với Tạ Thiên Lệ, hơi nheo mắt lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.